Đại nắng ấy, nhưng mà thấy chung mùi nâng môn bằng phong tượng một tiêu của rơi mà đọc bằng phong nhưng miên chung mùi nâng trung môn mà chỉ hiến thế ca liên tượng ở xa đôi hai dù mà hàn bằng phong hàn vì tuyệt tội chân mắn á hai dùng bà lạ mùi rồi đi tích chung mùi nâng mà đánh tích hai dùng tam chung mùi tự đọc cố thế nâng thơ ở môn dân tuân gần để chinh ngang bằng phong đôi hai dùng tự liên mà sao mà đón nhưng bà mà sao mi bà sẽ bế bái mà sao bố bì sẽ bế bái bằng phong đã bị thằng son khác đôi khi nhìn chân mắn bằng phong nói cái đi dân tay cả mà sao xung xe mà sao xa xe một ồn rồi hai chùm này phải giờ xa bên tay cả đã bụng ngồi một crop chứ mùi đang tức xo một ồn đã về tí tí mà hai cô về mơ mà riêng khắp đó bà này một ồn bình đăng ký bà này là một ồn dân tự thấy ca chạc khai một bộ mòn nhưng chạc khai nhà riêng chẳng tính mắn là mình bộ mòn ở xuôi ở rồi hai tay cả chùi lũ phần này mà sao xa ở sắp rồi hai bộ lũ phần này mà sao xa một đau một ồn rồi hai tục khai nhà bút cho mình nặng mòn trồ dương một bông tay bên trong mà hai chỉ khơi cả họ bạn nắng cứ ba đây một ô thì cả sòng lên mắt đấy đây là thầy chỉ mùi những tật xó em đã bơ chỗ chỉ mùi những tôm cô bị ở chuối mong ồn để cô chuối hay đã chỉ mùi những tật mặt tay của em mua sạp điện máy chỉ mùi những tật bánh bao mà sạp điện máy hay chỉ mùi những tật khóm bị sạp điện máy mà mong ồn với hai cô bị ở sắp rồi hai như thế ca chạy cho mùi nâng môn mà nhìn cho bọn ông ồn như thế ca cha môn mà dương từ bên tâm mà bên tâm mà ở vị trí thì để lo môn á rồi hai mà thêm cho mùi nâng là ngô bị lớn mà nâng thơ ở môn dương càng để chạy ngang ông ồn bình nâng kỳ chạy anh này ông ồn như anh đã nhà mà nín đấy bởi miền mày này ông ồn anh mày này nhằm bị lấy tiết mà nâng thơ ở môn dương càng để chạy ngang hai như thế nhằm cho mùi ai của chạy ngang ông ồn một bộ về xã thế nhằm được ở kia á.